Lê Khôi Audio xin kính chào toàn thể anh em đang đến với kênh YouTube của Khôi. Hôm nay Khôi tiếp tục giới thiệu đến anh em những cái món hàng mới nhất đã có mặt tại Lê Khôi Audio. Và cái con ông ly ngày hôm nay Khôi giới thiệu đó là một con ông ly đến từ hãng Harman Kardon, và cái model hôm nay là HK 350i. Một con ông ly mà người chơi hay thường gọi chất âm nó giống như nữ hoàng, tại vì nó là ngọt ngào. Ngọt ngào thánh thót anh em nha. Thì cái con này thì cũng rất là bình dân thôi, tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó nha. Giá thì chút xíu nữa Khôi sẽ báo cho nó hấp dẫn, cực kỳ bình dân nha. Chưa bao giờ mà rẻ như bây giờ. Đó là cái tiêu đề mà hôm nay Khôi giới thiệu anh em. Thì cái con này là dạng hình thức receiver anh em ha. Đầy đủ các cái chức năng cơ bản, volume này, tuning radio này ha. Rồi đây anh em ha, đặc biệt là cái đồng hồ này sẽ hiển thị AM/FM này, minmax này, nó sẽ nhảy đèn nhá. Rồi ok, còn chỉnh bass chép bình thường, nói chung là đến hai cặp loa, rất là thông số, rất là cơ bản. Rồi ok, thì con này là con âm ly 7 nha. Hình thức thì con sẽ quay rõ như vậy, anh em nào yêu thích thì mình lấy chơi nha. Con này cũng là một trong con âm ly có thể để chữa cháy đây. Bài về còn nguyên bụi bặm luôn, rớt mất cái anten rồi. Nhưng mà thật sự cái anten nó không có quan trọng. Cái này mình đấu dây ra mình xài bình thường anh em ha, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà Khôi thấy nó không quan trọng nên Khôi cũng không có thay thế mà để như vậy nha. Rồi ok, thì đây hai cặp loa này anh em, công suất nó là 170W em nha. Điện nó là 120V, tại vì Harman Kardon này thương hiệu của Mỹ. Tuy nhiên cái đời này thì được sản xuất tại Nhật. Khôi nói rất là rõ để anh em mà là nắm được cái cơ bản của nó nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra nha. Đây anh em này, Harman Kardon New York này, có nghĩa là cái thương hiệu này là của Mỹ nha. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra cho anh em xem, chưa tháo luôn á nha. Rồi ok, bây giờ anh em đợi Khôi xuống dây lát nha. Rồi bây giờ thì Khôi quay cái phần ruột gan cho anh em xem, còn nguyên bụi bặm luôn anh em ha. Như Khôi đã nói là cái con này chưa thổi bụi nè, anh em thấy là còn bụi nè ha, còn bằng nhện luôn ha. Đó đó là con âm ly 7, nó là như vậy đó anh em. Thì cái con này thiết kế công suất nguồn của nó là 170W anh em ha. Thì Khôi rất là thích những cái dòng âm ly xuất Mỹ, tại vì sao? Tại vì nó là sử dụng các cái tủ của nhiều hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới. Và không bao giờ mà những cái con âm ly xuất Mỹ thì nó sử dụng tủ to. Tủ rất là nhỏ, nhưng mà thực sự cái thông số của nó khá lớn anh em ha. Thì cái con này anh em thấy này, cái thông số của nó là tới 6.800 mi nha, nên nó mới đạt được cái công suất là 170W. Đó là cái về cái thông số, cái cơ bản mà mình phải nắm được đó. Ok rồi, thì đó là xong về cái phần ruột gan này. Còn con sò thì bây giờ trên này nó có một con sò này anh em ha. Trên này một con sò, con này có sò ngùn. Có sò ngùn. Còn bây giờ thì Khôi sẽ lật ở dưới cho anh em xem con sò nằm ở dưới nha. Đây đây là cái mặt đích của nó này. Cái mặt đích của nó ha, còn rất là mới, rất đẹp anh em. Con này nguyên bản luôn, chưa thổi bụi, chưa bụi bặm, chưa đụng chạm nha. Thì con này được thiết kế là bốn con sò sò than nha, bốn sò than. Thì anh em thấy nè, rất là kỹ lưỡng nha, những cái hàng Mỹ á, sản xuất ra rất là kỹ lưỡng. Còn thêm những cái con điện trở để tính cái chỉ số, có nghĩa là đảm bảo được là không bao giờ nó sai điện thế. Sai điện thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới sò đó. Anh em thấy là một cái sự đầu tư rất là kỹ lưỡng và rất là đàng hoàng ha, rất là nghiêm túc cho một con ông đi cỏ nha. Rồi ok, thì cái phần giới thiệu của Khôi cơ bản nó vậy thôi. Còn bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm, và Khôi sẽ báo luôn cho anh em cái mức giá chỉ 3.200.000 đồng, và cái giá này thì Khôi cũng bao ship cho anh em luôn nha. Rất là rẻ, rất là bình dân. Thì lâu lâu cũng phải gặp xui thôi, tại vì cái con này giờ nó về nó mất anten rồi. Nhập thì 3.500.000 giờ bán 3.200.000, đơn giản mà. Ok rồi, bây giờ thì anh em đợi Khôi test chất âm nha. Thank you.
nên khi đôi mặn chuyện buồn thương gian lận mất đưa ta đi về nguyên thủy loài mùa yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tên làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta rồi Khôi xin phép kết thúc clip ở đây, nhưng mà có một cái này nữa Khôi quên giới thiệu với anh em. Thì cái con này á, thay vì là những cái con khác là sử dụng một cái nút bật nút gạt monosite, thì cái con này á nó có cái nút gọi là nút balance ha. Thì mình chỉnh này, mình chỉnh rất là sướng cái tay ha. Đó, mình vặn này, mình vặn nó tiện hơn, nó nhiều cái mức độ để mình điều chỉnh cái site mono. Rồi có vậy thôi. Thì có một vài cái nhận xét và cũng như tư vấn anh em, thì đây là cái con âm ly mang cá đông, chất âm thì quá mượt mà và hay rồi. Bên cạnh đó là công suất nó cũng khá nha. Anh em đánh bolero bass 25-30 đánh vô tư anh em nha. Rồi cuối cùng là cái mức giá Khôi đã báo rồi, 3.200.000, một cái mức giá quá hợp lý, quá rẻ so với những gì con này mang lại. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của Lee Audio để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Khôi update hàng ngày anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.